Hello anh em, bữa nay cái dòng cần G-Dub 3 khúc. Đây là một dòng cần giá rẻ nhưng mà chất lượng ổn định nha mọi người. Được anh em yêu thích rất là nhiều. Cũng hơn là đợt này nó đã về được size 2m1 và 2m4. Giá thì cũng không đổi nha anh em. 1m95 là 890.000. 2m1 là thêm 30 là 920. 2m4 là thêm 30 nữa là 950. Đó. Cây này là một trong những cây có thiết kế đẹp, khoen Fuji. Bây giờ để mình khui ra rồi mình vừa quay mình vừa giới thiệu cho anh em á. Thật ra đây là cái dòng cần được anh em chuộng và xài cũng rất là nhiều. Bên cạnh máy thì có máy Remy, là những trong cái dòng bình dân. Anh em thấy không, cây cần rẻ tiền nhưng mà có túi cứng nha, làm rất là đẹp nè. Ở giữa là có ba ngăn nhỏ nè, hai ngăn hai bên với một cái khe giữa. Đây chỗ cán này, chỗ này là dùng để anh em chống vô cái đai zip bell, tức là cái đai chống trợ lực của đeo lưng đó. Thay vì chúng ta chống vô hông thì anh em chống vô cái đai đó. Còn nếu mà anh em nào mà không thích đeo cái đai đó nó lùm xùm quá thì chúng ta gắn cái cục cao su này vô. Cục này nó giống như nhựa vậy đó, để chúng ta chống vô hông bình thường. Cảnh xốp nè mọi người, tổng thể cây này nó màu bạc nha anh em, bạc máy nè, rất đẹp. Hầm hố ra, cây này thì là câu rất đa dụng. Anh em có thể là câu lăng xê, chùm nho, cha chim chép mè. Quen miệng nha anh em, xin lỗi. Cha chim chép này nọ thôi, chứ kêu mà câu cá mè thì cần thiết là cây cần nó phải dài lắm. Đấy. Cây này 2m1, 2m4 là phù hợp anh em câu cha chim. Cự ly 40-50m đổ lại. Còn nếu mà anh em đi ghe biển, đi bè thì tuyệt vời rồi. Rất là gọn. Đi ghe, đi biển này nọ thì chúng ta thả tại chỗ thì tất nhiên là nó không có vấn đề rồi. Trong hộp thì nó có catalog nữa mọi người ha, giấy giới thiệu đó. Đây, sách giới thiệu sản phẩm của G-Dub và những cái hướng dẫn sử dụng cơ bản. Cái này thì quá đơn giản rồi, hầu như là để chưng cho vui thôi. Đây anh em ha, lóng hai đây. Thì cây này là 2m1 thì 2m4 nó cũng tương tự nha mọi người. Về thông số thì là cây này là tải chì từ 70 tới 250g, rất chuẩn. Để đọt cây này cũng tương đối cứng nha anh em, 250g thì đó nó thoải mái. Nếu mà chúng ta quăng ném thì mình nghĩ là 250g thì cũng tương đối là bình thường. Cần thiết thì anh em có thể giảm xuống xíu, còn khoảng 200g thôi. Còn nếu mà chúng ta câu bè, câu ghe biển thì chúng ta câu chì neo thì là muốn câu chì nặng bao nhiêu cũng được. Mức độ diều cá từ 30 đến 50 bao, tức là khoảng tầm 20kg đổ xuống. Thì thật sự 20kg là một cái thử thách rất là lớn đối với bất kỳ cây cần nào. Cho nên là hầu như mà nếu mà kêu là trúng cá 20kg thì là anh em chúng ta phải xả ráp máy diều cho nó kỹ để bảo vệ cây cần mọi người ha. Tính mình là vậy nha anh em, mình buôn bán là cần mắc cần rẻ gì thì mình cũng tư vấn thật lòng, rồi cái cách sử dụng làm sao cho nó bền bỉ sản phẩm. Khoen đời 3 nó sắp ngược nha mọi người. Khoen đời 3 là nó sắp ngược á. Bộ khoen Fuji Orin, ngon nhất trên cây này là Fuji Orin. Bộ khoen này là anh em có thể đi câu nước biển được, về chỉ cần xối qua nước ngọt lau sạch sẽ là ok. Bắt đầu từ khoen trên thì nó sẽ đi xuôi lại bình thường mọi người ha. Cây cần làm rất là ok với việc là có đi chỉ lót màu bạc ở giữa, hai bên mới lên chân khoen, lên trên cũng vậy luôn, nhìn rất là ổn mọi người. Thật sự thì cây này là anh em chuộng lắm. Đó. Đây, ngọn đây mọi người ha. Thì anh em để ý giúp mình nha. Ở đây có một đoạn nhám thì là mình lại ở đây không có bó cái đầu lóng. Tức là chúng ta ghim là ghim hết cái đoạn nhám mọi người nha. Như là ghim này đây. Ghim hết. Đây, như vậy. Có thể là dư một chút xíu mọi người ha. Còn riêng mà khớp dạng bó hai đầu, anh em nhìn cái khớp dưới này ha, thì đây có bó nè. Ở đây cũng có bó nữa. Thì có nghĩa là chúng ta ghim xong là nó sẽ còn dư là một khúc khoảng tầm 1-2cm tùy phôi mọi người ha. Đây, anh em đừng cố gắng mài nhám thì chúng ta ghim cho hết nha. Đây, tới đây là hết rồi nè. Càng sử dụng thì nó sẽ càng nêm vào. Đó. Chứ anh em về đừng có mài nha. Cái này thật sự thì mình cũng đã tư vấn cho anh em rất là nhiều rồi. Nhiều khi anh em hiểu lầm thôi. Nhiều anh em mua cần cũng không hẳn là của mình, nhưng mà của mấy anh em khác đó thì cũng hay thắc mắc cái vấn đề này, thì cũng hỏi mình. Thì mình cũng dành thời gian mình tư vấn cho anh em khá là kỹ. Anh em cứ để ý đơn giản là bất kỳ cái phôi cần nào mà ở khúc dưới có bó
khúc trên cũng có bó, thì có nghĩa là khi ghim vào nó không bao giờ nó sát vô nhau mọi người, do thiết kế của phôi vậy nha, nó luôn luôn chừa một cái đoạn sơ cua như thế này. Sau nhiều năm chúng ta càng xài nó càng nêm vào đấy. Còn khi mà anh em gặp một cái phôi cần nào đó mà ở dưới thì có bó, ở trên thì không có bó, đấy, ở trên đây không có bó, thì có nghĩa là ghim vô hết được mọi người nha. Đấy, nó vậy. Với một điều để tránh hư khoen đáng tiếc thì anh em đi câu lúc nào chúng ta cũng nên sử dụng một đoạn dây cao su đem theo để sơ cua mọi người ha, để chúng ta tháo cần cho nó dễ đó. À, cái đó thì có gì anh em nhắc nhở mình thì mình sẽ bỏ vô chung cái túi này cho anh em một cọng dây cao su ruột xe nha, ruột xe máy đó. Mà nhiều khi là chúng ta ghim vào đây câu cả ngày cái bắt đầu là nó nước rồi khói bụi rồi chất bẩn rồi nó vô, rồi nhiệt độ rồi nó làm cho carbon nó giãn nở và nó hít với nhau. Thì khi về là chúng ta cầm cái này nè, chúng ta vặn nó trơn tay, chúng ta vặn không ra. Tay dưới thì chúng ta cầm ngay cán xốp là nó chắc chắn rồi. Thế là tay trên không có cái điểm tựa. Thế là một số anh em là chúng ta lấy cái điểm tựa ở đây thì chúng ta vặn thế này thì khoen nó sẽ bị xeo. Nó sẽ dẫn đến méo khoen, bung chỉ này nọ chỗ chân khoen, hư rất là ổn mọi người ha. Cái đó là một cái sai sót rất là ổn. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ lấy đoạn dây cao su chúng ta quấn một khúc ở đây thiệt là chắc thì chúng ta cầm ở đây chúng ta vặn thôi. Là ok. À, cái đó thì thật sự nhiều anh em đã biết rồi. Tại vì mình sửa cần câu nhiều, mình cũng gặp rất nhiều cái trường hợp mà bị hư cái khoen ở chỗ đó tùm lum cần hết á. Cho nên là hầu như mình sửa xong thì mình cũng tranh thủ là mình cũng nhắc anh em chỗ đó luôn để tránh tốn tiền một cách đáng tiếc. Rồi ok nha mọi người. Tổng quan lại đây là một dòng cần mà mình giới thiệu lại chơi cho vui thôi, chứ thật sự thì nó cũng chiếm được cảm tình của khá anh em. Đấy, nó không hẳn là quá tốt nhưng mà nó hợp lý. À, gọn, thiết kế sang trọng, có túi cứng, khoen tốt, phôi cũng tương đối tốt, giá thành lại rẻ, chỉ trên dưới 900.000 tùy size. Rồi thêm vào đó là đi du lịch này nọ ok, câu kiểu quăng ném tầm 40-50 mét, các loại cá thông dụng cũng được, mà đi câu biển, câu ghe biển, bè sông cũng ok luôn. Đấy, còn về mức tải cá thì cái này thì anh em nhớ là chúng ta gặp cá quá lớn thì chúng ta để ráp máy nó vừa cứng thôi mọi người ha, đừng có để cứng ngắc thì chúng ta cương tay đôi với nó cũng rất là nguy hiểm. Đây cái đó mình tư vấn thật lòng cho anh em xài cho nên sản phẩm nó bền nha. Gặp cá lớn quá thì anh em nên để ráp máy vừa thôi, rồi cho con cá nó kéo khoảng chừng 10 mét, 20 mét dây gì đó cho nó yếu đi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta kéo từ từ vô. Với một cái nữa là anh em mà lỡ câu có câu tự nhiên đó, chúng ta dướng gốc cứng hay là dướng lưới bự 40 này nọ mắc gốc thì chúng ta cũng đừng có nắm cây cần chúng ta kéo mọi người ha. Chúng ta nắm dây á, đoạn dây thừa ngoài đầu cần này, chúng ta quấn vô dép hoặc là cục xốp hay là cái gì đó cũng được, ở cho nó chắc chắc, rồi chúng ta nắm, chúng ta lôi dây chứ chúng ta đừng nắm cần lôi, thì nắm cần lôi là chắc chắn là gãy cần. Đấy, để tránh những trường hợp hư hỏng đáng tiếc mọi người ha. Đấy, thì mục đích của mình là tư vấn cho anh em cái cách xài sản phẩm sao cho nó bền ok, để anh em đi câu có những cái trải nghiệm vui vẻ, rồi anh em quay lại mua ủng hộ mình, cũng có thể là ủng hộ những shop khác, những anh em khác cũng được, chứ không phải là mình chém gió quá đà để cho anh em xài nó gãy rất là uổng. Rồi cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình nha. À, có gì anh em có thể là liên hệ số điện thoại Zalo của mình mọi người ha.